Nói nhiều là một trong những cái trường phái hài đòi hỏi người diễn viên lòng tự tin mà cái vốn văn phải cực kỳ nhiều. Từ Cà Mau em nôn nao như sóng chào biển cả, em ngã em nghiêng em bò em lết, em tưởng em chết không còn được đến đây để gặp mặt anh Thành. Nếu chẳng hạn không cười cho Harry á thì cũng không sao. Nhưng mà Harry nghe người ta nói mua vé số, chung số gọi là tới số. Còn chẳng hạn khỏi cần mua, về tới số với Harry. Cái nét này tên nét vậy mà tên Minh Chiến ha. Dạ thôi, bữa đi casting chú bảo vệ hỏi ủa sao tên Minh Chiến kỳ vậy, chú kêu đổi tên Đình Chiến đi.